Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Real Madrid, không quá lời khi nói rằng đây là trận siêu kinh điển của các thần đồng, bởi lẽ các ngôi sao sáng nhất Barcelona và Real Madrid trong thời gian gần đây đều còn rất trẻ. Barcelona đang vượt qua cuộc khủng hoảng lực lượng nhờ phong độ chói sáng của cầu thủ 16 tuổi Lamine Yamal cùng các tài năng trẻ măng như Fermín López, Marc Guiu. Trên ghế dự bị của đội bóng này là những gương mặt triển vọng nhất của La Masia. Trong khi đó, Real Madrid vẫn sở hữu đội hình nhiều ngôi sao lớn nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào thần đồng người Anh Jude Bellingham. Chỉ vừa gia nhập Los Blancos chưa lâu, nhưng Bellingham đã trở thành ngôi sao số 1 ở Bernabeu với 11 bàn thắng và 3 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Cựu tiền vệ Dortmund nhiều lần trở thành vị cứu tinh phút chót giúp Real Madrid giành điểm số quan trọng ở cả La Liga và Champions League. Trận đấu tối nay sẽ là siêu kinh điển đầu tiên trong sự nghiệp của các cầu thủ nói trên và họ đã sẵn sàng chứng minh bản lĩnh của mình. Về lý thuyết, Barcelona bị đánh giá thấp hơn khá nhiều ở trận này. Họ là chủ nhà, nhưng không được chơi tại Camp Nou quen thuộc nơi đang xây dựng lại. Thay vào đó, Barcelona lần đầu tiếp đón Real Madrid ở Estadio Olympic Luis Companys, sân nhỏ hơn đáng kể. Hơn nữa, đội hình của Barcelona mất một số vị trí không thể thay thế như của Kun, De Jong và Lewandowski. Bellingham có thể tạo ra khác biệt lớn cho Real Madrid. Trong thời gian qua, Barcelona vẫn duy trì được kết quả tốt một phần nhờ gặp các đối thủ vừa tầm. Đụng độ đối thủ mạnh như Real Madrid trong hoàn cảnh này là điều không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Xavi. Chưa kể, nếu xét từng cá nhân đơn lẻ, Real Madrid cũng nhỉnh hơn. Lamine Yamal, Fermín López hay thậm chí Gavi dù xuất sắc cũng khó tạo ra khác biệt rõ ràng như Jude Bellingham. Tuyến giữa của Los Blancos cũng siêu mạnh với sự trở lại của Tâu.